cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch thế tôn rất kỳ đặc, bạch thiện thệ rất hy hữu, bát nhã ba la mật đa như vậy vì rất sâu xa nên có nhiều trở ngại, nhưng nay rộng nói thì trở ngại chẳng sanh phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại nhưng nhờ thần lực phật nên nay rộng nói mà trở ngại chẳng sanh vì vậy các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa đối với bát nhã ba la mật đa này nếu muốn sao chép thì nên sao chép ngay nếu muốn đọc tụng thì nên đọc tụng ngay nếu muốn thọ trì thì nên thọ trì ngay nếu muốn tu tập thì nên tu tập ngay nếu muốn tư duy thì nên tư duy ngay nếu muốn tuyên thuyết thì nên tuyên thuyết ngay vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại nên chớ trì trệ để sự trở ngại phát khởi khiến người sao chép đọc tụng thọ trì tu tập tư duy vì người diễn nói chẳng được rốt giáo. Này thiện hiện thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu muốn trong một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy, cho đến một năm, sao chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy được rốt giáo, thì nên siêng năng tinh tấn, cắn chặt tâm niệm và việc sao chép kinh trong suốt thời gian ấy sẽ được cứu cánh. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu muốn trong một tháng hoặc hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc sáu hoặc bảy tháng cho đến một năm đối với bát nhã ba la mật đa này thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói để đạt được cứu cánh thì nên chuyên cần tinh tấn gắn chặt tâm niệm vào việc thọ trì cho đến tuyên thuyết suốt thời gian ấy sẽ được cứu cánh vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy là bảo châu vô giá có nhiều trở ngại. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn rất kỳ đặc bạch thiện thệ rất hy hữu bát nhã ba la mật đa sâu xa là bảo châu vô giá có nhiều trở ngại ấy có người sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói lại có ác ma đối với người ấy muốn gây trở ngại khiến không sao chép cho đến diễn nói được phật dạy này thiện hiện ác ma đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này tuy muốn gây trở ngại khiến không sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói được nhưng chúng không đủ sức có thể làm trở ngại việc sao chép thọ trì bát nhã của đại bồ tát đấy bấy giờ xá lợi từ bạch phật bạch thế tôn do thần lực của ai mà khiến cho ác ma kia không thể gây trở ngại các đại bồ tát sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giọng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử do thần lực của phật khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại các đại bồ tát sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giọng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa lại nữa, xá lợi tử cũng do thần lực của tất cả chư Phật trong mười phương thế giới, khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại các đại Bồ Tát sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, giọng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa, xá lợi tử vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại tất cả chúng đại Bồ Tát, khiến chẳng thể sao chép thọ trì đọc tụng tư duy vì người rộng nói Bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các chúng Bồ Tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tạo các thiện nghiệp khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, thì như vậy đáng được vô lượng vô số vô biên như lai ứng tránh đẳng giác, hiện đang thuyết pháp trong mười phương thế giới hộ niệm. Nếu được chư Phật hộ niệm thì đương nhiên ác ma chẳng thể gây trở ngại. Này xá lợi tử, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, nên nghĩ thế này. Ta nay sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, vì người rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, đều được thần lực của vô lượng vô số vô biên như lai ứng tránh đẳng giác hiện đang thuyết pháp trong mười phương hộ niệm khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giọng nói tất cả đều được thần lực của chư phật như lai trong mười phương thế giới hộ niệm khiến cho thiện nghiệp thù thắng của kẻ ấy tạo được tất cả ác ma chẳng thể gây trở ngại Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, này xá lợi tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, thì nên biết đều là thần lực của tất cả như lai, ứng tránh đẳng giác, hộ niệm.